Đối với mọi người, thế nào là một bộ phim hay? Mình cũng không có định nghĩa rõ ràng nữa. Nhưng có một bộ phim mà các chú, các bác, các ông xem đi xem lại và đến tận bây giờ vẫn giữ nguyên được giá trị của nó vì tính con người, triết lý, đạo lý, đó là Tam Quốc, nơi hội tụ những nhân vật ưu tú của Trung Hoa. Vậy hôm nay, chúng ta sẽ đến với nhân vật ưu tú bậc nhất của vũ trụ loạn lạc Ba Quy, nhưng lại được xây dựng theo hướng nhân vật phản diện vì ông Lạc Quán Trung hơi thiên vị, phân tích Hủy Dữ, Tào Tháo. Tào Tháo lấy tự là Mạnh Đức, tiểu tự là Aman, nên thỉnh thoảng còn được bằng hữu gọi là Tào Aman. Thật ra, nếu xem trong phim thì sẽ không rõ xuất thân của ông này lắm, thế nên chúng ta hãy cùng tìm hiểu lịch sử một chút nào. Tào Tháo là con trai của Tùng Tao, tức Tào Tung. Ông này gia cảnh không đặc sắc, sử ghi chép rằng hình như y là con nuôi của một vị hoạn quan tên là Tào Đằng. Ông Tào Đằng này tuy bộ phận sinh dục không trọn vẹn nhưng sức khỏe lại vượt trội. Ông phục vụ đến năm đời vua nhà Hán, được phong là Đình Hầu, quyền lực các thứ. Nhờ bố nuôi giỏi giang, Tào Tung được thâm lây, ông cũng giữ các chức quan trong triều. Đó là lý do tuổi thơ của Tào Tháo khá sung túc. Nhà giàu khiến Mạnh Đức ham chơi, lười học nên được cái tinh danh. Chú Tào Tháo thấy cháu không có tương lai, méc bố cháu nhiều lần. Vì vậy, Đức quyết chơi cho ông chú một vố, vì Đức tinh danh mà. Một hôm, Đức giả vờ bị trúng gió, chú mách bố Đức, nào ngờ Tào Tung tới, thấy Đức mạnh khỏe, lanh lợi. Tào Tháo cứ thế lớn lên trong sự ham chơi và lanh lợi. Nhưng như các cụ bên tàu thường nói, thời thế tạo anh hùng, thời điểm đất nước Trung Hoa bước vào thời kỳ Tam Quốc, lại là cơ hội cho những người như Tào Tháo thể hiện tài năng. Nói một cách đơn giản, đây là thời kỳ tiếp nối sự suy vong của nhà Đông Hán và những tàn dư mà nó đem lại, thứ mà chúng ta có thể làm rõ trong một video khác. Còn trong phạm vi video này sẽ chỉ là những sự kiện gắn với Tào Tháo để phân tích được những tính cách xứng đáng với danh phong Hủy Dữ mà mình ban cho. Nói đến Tào Tháo, sự kiện lớn đầu tiên trong đời của y chắc chắn phải nhắc đến cái tên Đổng Trác, và chúng ta lại ôn lại lịch sử một tí cho nó logic. Vào khoảng năm 184 diễn ra cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng. Tào Tháo vì đàn áp thành công nên được phong quan. Thời điểm này cũng là lúc mâu thuẫn giữa phe ngoại thích của Hà Tiến và các hoạn quan đang cực kỳ căng thẳng. Tuy có ông nội Tào Đằng là hoạn quan, nhưng Tào Tháo lại theo phe của Hà Tiến. Sau này, Hà Tiến lâm chung sau một sự kiện, Tào Tháo tiếp tục hợp sức với một chư hầu là Viên Thiệu. Họ đánh vào cung và tiêu diệt được các hoạn quan. Có một thứ sử Tây Lương tên là Đổng Trác, trước được Hà Tiến triệu về kinh, nay thừa nước đục thả câu, khống chế triều đình, tự xưng là Thái Sư. Tào Tháo sau này cũng được Đổng Trác phong quan, nhưng Tào Tháo một lòng hướng tới nhà Hán, không muốn để một tên ngoại lai nhiếp chính. Y muốn giết tên gian tặc này, bản tính danh ma giúp Tào Tháo lên được một kế hoạch vô cùng chi tiết, táo bạo. Đó là ám sát Trác trong lúc ông đang ngủ, nhưng lão Trác này sống được già đầu như vậy, hẳn phải có lý do, lão khôn danh như ma. Lại thêm có đứa con nuôi là Lã Bố, mạnh tướng sánh ngang với trăm quân. Âm mưu của Tào Aman tất nhiên là bất thành, phải chạy trốn khỏi thành Lạc Dương như một kẻ hèn nhát. Nhưng không hề hèn nhát tí nào, khi quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Và sự kiện tiếp theo chứng minh rằng Tào Tháo là một con quỷ non. Trên đường chạy tới thành cao, Tào Tháo tá túc tại một nhà người quen là Lạ Bá Sa. Ngủ nghê ở đây chán chê, y thấy nhà họ hàng mổ heo ăn mừng, nhưng lại tưởng mài dao xiên mình, vì y đang bị Đổng Trác truy nã mà. Do đó, mặc cho nhà Lạ Bá Sa có công cứu mạng, Tào Tháo đã ra tay trước, giết cả nhà của họ không chừa một ai. Ngay cả với ông lão già nhất trong nhà, đang trên đường đi mua rượu về, Tào Aman tuyệt nhiên cũng không tha. Vì sao y lại có hành động như vậy? Nó không đơn giản là vì Tào Tháo là kẻ độc ác, táng tận lương tâm, mà vì y có suy nghĩ rằng hy sinh những thứ bé nhỏ này để hoàn thành đại sự. Đúng vậy, Tào Tháo coi mình chính là kiệt nhân trong thiên hạ, và cả lo nhà họ hàng kia chỉ là ngọn cỏ ven đường. Có thể thấy tư tưởng của Tào Tháo khá giống với Thanos, và về phương diện nào đó, nó đã thành công. Sự máu lạnh của Tào Tháo còn thể hiện ở chỗ. Ban đầu, Tào Tháo vốn không hề tẩu thoát thành công. Y bị bắt bởi một huyện lệnh tên Trần Cung tại Trung Mâu. Trần Công Đài khi gặp Tào Aman giả bộ gay gắt, rồi khi lôi Tào Tháo vào tù mới nói ra những lời tận sâu đáy lòng. Ông khâm phục Tào Tháo vì tận trung với nhà Hán, không chịu cảnh đất nước rơi vào loạn lạc lầm than, nguyện đi theo phò tá Tào Tháo đến khi thành cơ nghiệp. Nhưng đó chỉ là bề nổi của câu chuyện. Mạnh Đức là một kẻ tham vọng, và vì điều đó hắn sẵn sàng bất chấp tất cả. Sự kiện giết Lã Bá Sa là giọt nước tràn ly, khiến Trần Cung quay mặt bỏ rơi đầu quân cho Lã Bố. Nhưng tên con nuôi này của Đổng Trác chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, lại còn sim boy. Hắn vì một điêu thuyền đẹp nghiêng thùng đổ chậu mà liều lĩnh tính mạng của ba quân, cuối cùng bị Tào Tháo dùng thủy công đánh bại. Tuy đã được Trần Cung ra sức khuyên ngăn, nhưng y đã bị thần ồn ám què, dẫn đến họa mất mạng vô cùng lãng nhách. Trần Cung sau đó cũng bị Tào Tháo ép chết, dù ông từng là ân nhân cứu mạng của y. Tào Tháo tuy trực tiếp ra tay, nhưng nước mắt rơi từng giọt. Núi sông đẹp biết bao, y không cho Trần Cung con đường nào khác, còn mỗi đường quay lại phục vụ cho Đức thôi. Nhưng Cung nào chịu được lý tưởng của Đức? Đức ác quá. Đức ác như nào? Ban đầu Đức ra vẻ là vì nhà Hán, nhưng sự thật thì sao? Đức cứu thiên tử về Lạc Dương để dễ bề thao túng. Đức tìm các chư hầu để tiêu diệt Đổng Trác, Tào Tháo rồi cũng trở thành Ngụy Vương, coi thiên tử như phế nhân. Y cũng chỉ là một tên bạo chúa. Cái đại sự mà y thao thao bất tuyệt, bất chấp tất cả, cũng chỉ là lòng tham tầm thường như bao kẻ khác. Y cũng muốn xưng vương, muốn được thiên hạ công nhận, và Tào Tháo giỏi thật. Có điều đánh đổi lại là quá nhiều tính mạng.
Các bạn thấy có đáng không? Có một sự kiện thể hiện rất nhiều sự ma mãnh và cái đầu đầy toan tính khi Tào Tháo đưa Hán Hiến Đế về Hứa Đồ. Chuyện là sau khi diệt Đổng Trác, Vương Doãn và Lã Bố độc chiếm Tràng An, không được bao lâu thì thuộc hạ của Đổng Trác quay lại trả thù, giết Vương Doãn và đánh đuổi Lã Bố. Vua Hán Hiến Đế thì dưới tay ai cũng vẫn mãi là bù nhìn. Sau này khi chiến sự liên miên, thế lực ai cũng yếu đi, vua Hán Hiến Đế trốn khỏi Tràng An trở về Lạc Dương. Kinh đô lúc này chỉ là một đống tro tàn vì ngày trước từng bị Đổng Trác đốt không còn gì. Vua thiếu thốn cả thực lẫn nước. Khi tất cả các chư hầu đều phớt lờ vị vua bù nhìn thì Tào Tháo lại nghênh đón ông ở Lạc Dương rồi đưa về Hứa Xương xây thành trì cho vua ở. Đây là hành động mang tính bước ngoặt của Tào Tháo khi y sau này sử dụng vua như một công cụ để có thể ban bố lệnh đến các chư hầu. Dù ở thời điểm này thế lực của Viên Thiệu rất mạnh, nhưng Tào Tháo trên danh nghĩa vẫn đang là phò Hán tận trung với nước, nên không dễ gì để mà đụng đến y. Và sau này đã ngấm ngầm lật đổ nhà Hán để xưng vương như chúng ta đã biết. Điều này cho thấy Tào Tháo là một người có tầm nhìn rất xa. Tào Tháo luôn được đánh giá là một kẻ đa nghi. Hồi trẻ y từng có ý định hành thích Đổng Trác khi đang ngủ, do đó cả cuộc đời sau này của Tào Tháo đều chém chết tất cả những người lại gần mình khi ngủ. Tào Tháo nghi ngờ cả người con của mình, đó là Tào Phi, vì cái chết của đứa con khác là Tào Sung. Nói sơ qua về Tào Sung, tuy tuổi còn nhỏ nhưng tư chất hơn người. Chỉ xét qua về việc đón Tào Tháo trở về thành Hứa Xương thì tất cả bá quan và các người con khác đều trở thành Nam Môn, thì Tào Sung lại đứng chờ ở Tây Môn, vì đứa con này biết rằng Tào Tháo sẽ về ở cổng này để mà né thích khách. Thông minh, thật là thông minh, người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Tào Tháo về cuối đời nghi ngờ người duy nhất có thể cứu mạng sống của mình. Chuyện là Tào Tháo về già bị Thiên Đầu Thống, mỗi lần định nghĩ ngợi thì như hàng trăm con kiến đang quan hệ với vỏ não. Tương truyền rằng Hoa Đà là thần y có thể thao túng được zombie, phán rằng bệnh Tào Tháo chỉ có thể bổ đầu ra mới cứu được. Y lập tức cho người giết chết thần y vì nghĩ rằng tên lang băm này toàn sát hại mình. Tào Tháo cũng được đánh giá là một kẻ gian trá. Khi xưa đối đầu với Lã Bố, y nhiều lần dành lời có cánh dành cho vị chiến tướng háo sắc này, nhưng sau khi dùng mưu bắt sống được Lã Bố, Tào Tháo lập tức quay ngoắt 180 độ, chỉ trích chiến thần này là kẻ vong ân bội nghĩa, già nô bà họ, ý chỉ ai kết thân với hắn đều không có cái kết tốt đẹp. Ngay cả khi định đoạt mạng sống của Lã Bố, y cũng để cho Lưu Bị quyết định chứ không trực tiếp ra tay. Bối cảnh lúc đó, Viên Thuật là người nắm trong tay chục vạn binh mã, trấn ải ở Thọ Xuân. Dưới trướng của họ Viên có Tôn Sách, con trai của vị tướng quân Tôn Kiên, giữ trong tay ngọc tỷ truyền quốc của nhà Hán. Tôn Sách vốn không phục Viên Thuật, bèn đổi ngọc tỷ lấy 4 vị mãnh tướng trước là dưới quyền cha mình. Là một kẻ ham hư danh mà không có tầm nhìn của một chúa công, Viên Thuật mân mê viên ngọc tỷ, miệng không ngừng suýt xoa, chấp nhận cho Tôn Sách cầm theo vài ngàn binh mã ra đi nuôi mộng anh hùng. Dù được thân cận ra sức can ngăn, nhưng Viên Thuật tuyệt nhiên vẫn lên ngôi hoàng đế, lấy tự là trọng gia. Y chính thức trở thành phản đồ của nhà Hán và trở thành mục tiêu của các chư hầu hùng mạnh lúc đó. Tào Tháo bẩm thiên tử ban bố thảo phạt, kêu gọi các chư hầu chung tay diệt giặc. Không ngoài dự đoán, không ai đến phụ, duy chỉ có một người, đó là Lưu Bị. Tào Tháo tuy biết Lưu Bị có chí lớn, sau ắt sẽ là hậu họa, nhưng dùng địch trước giết địch sau nên chấp nhận Lưu Bị. Họ nhanh chóng giành được những thắng lợi trong công cuộc bắn phá Thọ Xuân. Trong lúc binh biến, có một sự kiện đã làm nổi bật rõ bản chất gian hùng của Tào Aman. Khi quân Tào thành công vây kín thành Thọ Xuân, gặp phải vấn đề về lương thảo, quan cai quản kho lương cấp báo tình hình này với Tào Tháo. Y tuyệt nhiên bình tĩnh, thần thái không hề lo lắng, sai quan bớt xén lương thực cố gắng duy trì để công thành. Quả nhiên bụng đói, tướng sĩ đình chiến, lòng quân hoang mang. Tào Tháo lập tức cho chém quan kho lương, thị uy tướng sĩ, nói rằng kẻ này bớt xén lương thực nhu cầu cá nhân, nay chúa công ban ơn, binh sĩ ăn uống xả láng, quyết tâm chiếm thành Thọ Xuân thần tốc. Điều này đã bắp sức mạnh của toàn đội, và chỉ trong 2 ngày y đã chiếm được thành, đánh đuổi Viên Thuật phải lưu vong. Về lý, Tào Tháo đã hy sinh tính mạng của một người để tăng sĩ khí của ba quân, nhưng về tình, đó là sự gian xảo, lừa lọc, hòng đem lại lợi thế cho quân Tào. Gia đình người thân của viên quan kia sẽ mất đi một người chồng, người cha, nỗi bất hạnh nhỏ để tạo nên một hạnh phúc lớn. Dù Tào Man có hứa rằng cha mẹ của ngươi cũng là cha mẹ của ta, con cháu của ngươi cũng sẽ là con cháu của ta, nhưng chết không có đối chứng, ai dám đảm bảo đó là sự thật. Sau khi chiếm được Thọ Xuân, Tào Man có lời muốn giữ Lưu Bị ở lại bên mình, nhưng họ Lưu tuyệt nhiên từ chối, nhất định phải trở về thành Từ Châu, nơi Lã Bố đang chiếm đóng. Tào Tháo biết rằng Lưu Bị nuôi chí lớn, sau này sẽ trở thành cái gai trong mắt, nhưng không ra tay tiêu diệt bây giờ. Vì hai lý do: Lưu Bị vừa giúp Tào Tháo đánh Viên Thuật, danh là phó tá nhà Hán, thảo phạt phản tặc. Nếu động đến Lưu Bị lúc này thì khác gì thể hiện cho thiên hạ thấy y cũng có lòng phản quốc, vòng ân bội nghĩa. Cũng không thể cho quân đánh Từ Châu ngay, vì hiện tại quân lực suy yếu, cần thời gian để phục hồi, chi bằng cho Lưu Bị được toại nguyện rồi mượn tay Lã Bố cho họ đánh đấm lẫn nhau, thì không phải là vừa có tiếng vừa có miếng sao? Trong bối cảnh Viên Thiệu hèn nhát, trong thời gian giằng co với Tào Tháo, không tiến không lùi, thiếu quyết đoán, ba anh em Lưu Quan Trương lúc này cũng lưu lạc. Lưu Bị phải nương nhờ Viên Thiệu, vì ở bên một con nai vẫn thoải mái hơn một con hùm, cùng hứa du khích tướng khiến Viên Thiệu quyết tâm đánh Tào. Nhưng khi đánh, tiên phong của họ lại chính là Quan Vũ, khiến cho quân của Viên Thiệu thần vía khiếp đảm, truy tội Lưu Bị. Nhưng sự việc còn nhiều uẩn khúc, Lưu Bị thoát chết.
xin Viên Thiệu hội ngộ cùng các huynh đệ, rồi sẽ phục vụ Viên Thiệu diệt Tào, nhưng đó chỉ là kế nghi binh của Lưu Bị. Ông biết rằng Viên Thiệu sẽ không làm được đại nghiệp, quyết tâm dứt áo ra đi. Hứa Du đồng cảm, thừa nhận chúa công của mình là một tên hôn quân, đành để Lưu Bị ra đi. Sau vài tháng ngưng nghỉ, Tào Tháo quyết chiến với Viên Thiệu ở Quan Độ. Sau nhiều tháng giao chiến, quân Tào có phần yếu thế, nhưng Tào Tháo quyết không rút quân, cố thủ doanh trại, đánh lâu ngày lương thảo cạn kiệt. Viên Thiệu sai Thuần Vu Quỳnh mang lương ở Ô Sào ra mặt trận. Hứa Du hiến kế Viên Thiệu tập kích Hứa Đô ở Quan Độ, nhưng ông không nghe. Còn tống con của Hứa Du vào ngục vì tham nhũng lương thảo, quá bất mãn khi chúa công bất tài, lại tin tưởng giao việc quân lương cho một kẻ như Thuần Vu Quỳnh, nóng tính và nghiện rượu. Hứa Du sang hàng Tào, báo tin về việc quân lương của Viên Thiệu chỉ với 4 câu nói. Tào Tháo đã nói dối đến 4 lần. Tào Aman ơi là Tào Aman. Tào Tháo trong đêm tập kích Ô Sào, chém chết Quỳnh, chiếm sạch kho lương. Viên Thiệu hoang mang dốc toàn bộ binh mã tập kích doanh trại của Tào Tháo. Nào ngờ Tào Tháo đã chuẩn bị trước, quân của Viên Thiệu không công phá được, lại bị Tào Tháo tập kích doanh trại của chính mình, bèn quy hàng. Viên Thiệu thua trận ở mọi nẻo, lương thực thì bị cướp mất, lòng quân hoang mang bỏ chạy toán loạn, Viên Thiệu đại bại. Nếu ở các trận chiến trên Tào Tháo thường là người giành được lợi thế, thì trận chiến Xích Bích lại là cú ngã đau của Tào thừa tướng. Sau khi đánh bại Viên Thiệu, thống nhất miền Bắc, Tào Tháo nam tiến để dẹp nốt các chư hầu, hai trong số đó là Lưu Bị và Tôn Quyền, để kiểm soát đường thủy ở phần giữa của Trường Giang, cảng Giang Lăng, rồi tiến xuống Giang Nam. Thế là liên minh Tôn Lưu ra đời để chống Tào. Ngoài việc xuất thân ở phương Nam, thông thạo thủy chiến, bên phía Tôn Lưu còn có sự kết hợp thần thánh giữa Gia Cát Lượng và Chu Du. Ngoài ra thì còn có Lỗ Túc. Hai thánh nhân này trước khi ra trận đều không tiết lộ kế sách của mình, chỉ ghi vào bàn tay hai chữ hòa. Tào Tháo chứng kiến thủy quân của mình đông đảo và thiện chiến, trong lòng mở cờ, nghĩ rằng cơ nghiệp cả đời sắp hoàn thành. Cùng đêm hôm đó, Chu Du đứng ở ven sông, một cơn gió thổi qua, Chu Du đột nhiên hộc máu mồm, nội thương nặng nề. Tương tận mới biết Giang Đông đang mùa lạnh, chỉ có gió Tây Bắc, nếu dùng hỏa công tấn công tàu Tào thì chỉ có họa diệt thân. Nhưng Gia Cát Lượng học được kỳ môn độn giáp, lập đàn gọi gió Đông Nam để hỏa công kế thành hiện thực. Hoàng Cái dùng kế trá hàng, xuôi thuyền theo sông đến gần thuyền to của Tào Tháo đang xích gần lại nhau. Các thuyền lửa xuôi theo gió Đông Nam lao vào tàu của quân Tào, bốc cháy ngùn ngụt. Đây cũng chính là tiền đề cho câu nói hỏa thiêu Xích Bích, lòng quân hoảng loạn. Hoàng Cái thừa thắng xông lên, Tào Tháo tháo chạy, khuôn mặt lấm lem. Trận chiến này là thất bại đau đớn của Tào Tháo. Nửa đời người đa nghi, cẩn trọng trong mọi quyết định, cuối cùng phải tháo chạy với 27 tàn binh. Tào Mạnh Đức là một nhân vật kiệt xuất, nhưng thành công của y đã được xây nên từ nhiều sự đánh đổi, trong đó không ít lần là đạo đức. Trong đám đức tính đầy ưu tú của một vị quân vương vĩ đại, vẫn lẩn khuất những cá tính nhỏ nhen của một con người xấu xa quỷ quyệt. Tào Tháo xứng đáng là vị vua được xứng tên khi bụng bạn có vấn đề. Các bạn nghĩ sao về chúa quỷ Tào Tháo? Có nhân vật nào xứng đáng với danh xương quỷ dữ mà các bạn muốn được xứng tên? Gợi ý cho nhau cái đi. Tôi là Châu Huệ Linh. Đừng quên đăng ký cho The Reviewer, mua áo trùng cuối nữa nhé. Còn bây giờ thì see ya.